chicken breast. Đi nào. Quá nhắc đi. Cái này nó cũng dơ. Hello. Bây giờ chúng ta sẽ đi thêm một đoạn nữa. Các bạn nó hiện gì đây? Đồ đâu biết. Nó bị vắt đoạn. Phòng phim này chúng tôi làm đến nào ra trường đó. Phòng phim này chẳng lẽ không có mặt tao đó rồi. Đây, và đây là thửa ruộng của ông hai. Hiện tại ông ấy đang sở hữu mấy hecta ruộng đất. Các bạn thấy trên đây các cây lúa ông ấy mới gieo mạ và đã mọc lên được như này. Tổng cộng đây tôi ước chừng khoảng 10 ha. Nhìn như cỏ. Tell me good pie, tell me good. Come on, come on. Rồi, các bạn thấy không? Một lúa vừa mới gieo mạ đây. Luôn rồi, to lại, mẹ dở thế. Thấy tay là đất khô rồi chọc. Rồi, hãy làm cái hướng dẫn viên du lịch đi. Con đường. Chúng ta sẽ đi thấy một đoạn đường khá là dốc. Đi sao gặp bà ta chứ quên. Con đường gần như thu hẹp lại. Gặp gần hơn. Mới đây đã có một chuyện không hay. Nhưng không sao, đầu tiên sẽ được khúc, sẽ khúc phục được thôi. Đó, tay tao quơ qua được rồi vậy. Đây một đoạn đường dốc. Nếu như theo đoạn đường này thì làm sao có nông dân được đây, cái này phải báo cho ông hai mới được. Ông hai bây giờ không còn tình yêu làng thì sao? Chạy ra. Khúc này nhìn khá nguy hiểm. Tiếp. Cẩn thận. Không, để xe đi dưới mẹ đi. Nó bự lên. Đi hết chiếc xe kia lại ha. Đi hết chiếc xe kia cắt ha. Đây là một rắc rối. Các bạn thấy vừa nghe đoạn phim này. Cái anh biên tập này thật là kỳ quá. Hay là một chút rắc rối nhỏ. Các bạn hãy chen chân anh biên tập đi.
tình sau rồi. Dạ con đường nó tẻ ra làm hai. Tiếp tục. Những bước chân lầy lội. Từ từ. Cô mẹ đạo diễn sao? Ai đâu? Quay lại đi bác, quay đi. Ừ rồi. Quay cho cảnh. Nói vậy. Bảo không cho bảo. Rồi, dắt xuống đây về. Đỡ xong được. Rồi cái này cái xong mà. Xong hả? Ai cái hồ. In hai hai nữa hết. Rồi. Đây là cái cây đầu tiên. Tí nữa chúng ta quay lại thôi, mềm đó các bạn hả? Quay lại thôi. Còn bao nhiêu mới hết hơn? Còn nhớ đầy là nó tự cắt phải không? Còn nhớ đầy 600 mấy mê cho một cá, tao hết được. Rồi. Không quay tới sáng mai. Mẹ, ban biên tập đang rửa chân, rửa tay. Đồ, rất là dân giả. À, mất tiểu quá. Ừ, anh nam sinh thế thì có. Rồi. Nhảy xuống. Trước té. Làm gì vậy? Ngồi dậy mới rửa chân được chứ sao trời. Rớt cái giá bằng xuống nước à. Cái này ruộng người ta. Là nuôi cá chứ xuống. Nuôi cá rớt thẳng xuống rồi. Đi coi. Quay tiểu rồi chết cha. Đây. Nhảy kéo lên nhé. Không thể chống tay được. Cảm ơn anh ủng hộ mọi phần nhiều. Sao đây, chúng ta tính sao đây? Tiếp. Bỏ nhờ giác xíu đi. Bỏ mũ sao được. Và mọi người hãy lấy chiếc xe của mình. Mình tiếp tục hành trình 12 cá tính nha. Từ từ. Sao đây? 3 cá tính một hành trình. À đúng rồi, rửa xíu nữa rồi đây. Nhanh đây, tôi phải giúp xíu nữa đây. Trong khi chờ đợi quay một tích. Tối ghê. À, buổi chiều mà. Quay qua này. Sunset glow đó, người ta gọi là sunset glow. Bảo đừng tới đâu bảo. Ta la kìa.
Vâng, chúng ta sẽ đi về. Đây là đoạn phim quay về cảnh nông thôn. Rồi.